Trời ốc nó bò nhỉ. Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay là Thu Sương đi bắt ốc về luộc ăn hoặc là làm ẩm thực này kia. Thì mong bà cô chú anh chị các bạn đi bắt ốc với Thu Sương nha. Cái trong cây dữ lắm luôn. Ở chỗ này á ốc nhiều lắm luôn cho nên là mình ra đây rất hoài luôn. Bắt ốc về làm thịt ăn. Nước lớn nó mới có nhiều. Bỏ nước lớn mất hết trơn. Bỏ mình đi nhiên thắng á, nước lớn á nên ốc nhiều lắm luôn. Hôm nay á nước nó cạn rồi nên là ít. Không bỏ ốc nó bung ha, mấy cái cây gáo này là nhóc luôn á. Nói chung thì có nhiều ăn nhiều, có nhiều nhiều, có ăn ít. Hình như cặp mé nhiều quá. Bự luôn nè. Mà vô đây cái chân dính trong đây hố ra không à. Một bữa nhiều lắm mà tha, một bữa đi nước lớn nhiều lắm luôn á. Hôm nay nước rộng nên là hai con
Ủa mới có nhiều rồi sao ăn? Ai rắn kìa. Ai. Mẹ ơi nó lú đầu nhìn kìa. Ôi. Nó vô rồi. Cái hàng đó đó. Thôi, đi. Ôi, nãy nó lú đầu lên nó nhìn gì nè. Bị không? Con rắn như giống y chang con rắn bữa đặt lợp vậy. Vàng. Ừ, nó vàng á. Lại á, nó cũng bị lớn á. Nè. Ghê quá. Nhìn thôi nghe chứ đừng có nhảy ở đây. Nó hồn. Lá nhất tưởng rắn nữa. Con gì vậy? Đụng lá này ghê. Con gì? Ám ảnh. Ám ảnh gì? Nào gặp cái tự nhiên gặp cái quýu. Bữa nước lớn nhiều cũng đâu á thằng. Chắc bữa nào mình canh nước lớn mình ra đây mình bắt. Trời ơi. Dữ vậy. Một nắm luôn. Có ốc gì đó mới đã. Nè. Ây, nó còn biết nhiều nè. Thôi bên đây rất bây giờ chưa bạn ơi dở tay lên hey trời. Nhiều chứ bộ. Hình như nó nằm ngoài sâu. Chục con. Lúc con này nói nằm trong bờ, lúc nằm ngoài sông. Đụng cái cây của người ta rồi. Thôi nó rớt.
Wow. Có dở lên là gớm rồi. Dở tay nè. Wow. Chỗ quá khứ rồi. Bắt tiếp. Đó, nó gớm. Gớm tụm kìa. Trời ơi, mẹ không có. Mày hết trang hết trang. Một con phương ớt luôn. Ừ, chứ mình thò luôn. Trời ơi, gớt kìa. Ủa. Nó có không? Ít. Vô đây sâu. Cây cứng ngắc rồi, dính dưới rồi. Đây sâu quá. Đây. Thì nãy giờ, lội nãy giờ thì cũng được có nhiều rồi. Nước dọc. Trời ơi. Nà mà cũng nhiều quá. Nè, cũng nhiều chứ bộ. Này cũng được 2-3 người ăn. Cái này á thì mình sẽ về mình làm ẩm thực. Thì clip sau á thì mình sẽ làm ẩm thực. Thì có gì á, giấc chiều á, 6 giờ rưỡi cả nhà lên đón xem nha. Thì bây giờ mình đi về. Ốc này mình sẽ không nói là mình sẽ làm cái gì đâu. Thì chắc là mình không biết mình sẽ làm cái gì đây ta. Có ai ý kiến gì không, để xuống comment đi, mình chiều mình làm thử thôi. Thì clip tới đây thì mình xin tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã coi hết clip. Cả nhà ấy hay thì cho xin một like được đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị clip sau. Xin chào.